Hello cả nhà nha. Cả nhà biết Luyến đang đứng ở đâu không? Hiện tại thì Luyến đang đứng ở trong kho tại cửa hàng em Luyến luôn ha. Thì hôm nay được nhận nhiều câu hỏi của anh chị em là quay trong kho về các phiên bản màu jean của dòng Tayga. Rồi thì quay cho mọi người luôn về phiên bản dòng AB125 này, AB160 và dòng Honda Lead 2025 nha. Có ABS cho mọi người luôn và thêm cả dòng Honda Vision nữa. Anh chị em mình đang coi video hôm nay của Luyến mà thích về phiên bản xe nào, thích về dòng nào thì nhanh tay nha, liên hệ liền ngay cho Luyến đi để nhận ngay 2 triệu đồng hoa xe đi lại kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Áp dụng duy nhất khách hàng khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho Kim Luyến có số điện thoại hoặc là Zalo 0346552628. Luyến có ghi số điện thoại ngay dưới màn hình nha và có sử dụng Zalo chính chủ luôn. Cứ đặt lịch qua cho Luyến để nhận ngay giá xe ưu đãi ha. Thì AB trước đi. AB hiện tại về đủ các phiên bản màu sắc luôn. Như em xem màu xám đỏ này, xong màu thể thao nha cả nhà. Thể thao xám đỏ màu jean nha mọi người, rất là đẹp luôn. Năm nay thì nó ra đủ phiên bản tiêu chuẩn này, cao cấp, đặc biệt và thể thao rất là nhiều màu đẹp luôn ha. Không cần phải sơn 3D luôn. Cái màu gọi là bao đẹp cho mọi người luôn ha. Bên cạnh là em xem màu xanh, xanh nhám phiên bản đặc biệt nha. Nghe cái giá hết hồn này, Luyến sẽ quay video cho mọi người về màu sắc trước nha. Đó, xám này, màu đỏ, rồi bên này có phiên bản màu đen nhám này. Rồi đen bóng và đỏ bóng. Có cả phiên bản màu bạc xanh và bạc đỏ ha, phiên bản cao cấp nha, đủ màu. Anh chị em mình thích màu nào thì có thể nhắn tin riêng qua Zalo ha. Ví dụ anh chị em mình thích thiết kế riêng nhưng mình một màu sắc khác thì có thể nhắn tin để Luyến hỗ trợ là sơn độ theo của khách hàng nữa nhé. Thì với mức giá hiện tại đang hỗ trợ phiên bản tiêu chuẩn thì cũng có hai màu là đen bóng và màu đỏ bóng nha. Mức giá chỉ có 43.900 thôi. Hỗ trợ mua xe trả trước 2 triệu là sở hữu xe nhé. Cầm 2 triệu là trên xe, mua xe có liên hệ đặt lịch trước lại Luyến hỗ trợ thêm 2 triệu, ví dụ như là 43.900 này, có liên hệ còn 41.900 nữa nhé. Bản cao cấp và bản đặc biệt thì đặc biệt xanh nhám đây, mức giá chỉ có 44.900. Hỗ trợ mua xe cũng trả trước 2 triệu lên xe, có liên hệ đặt lịch trước cũng hỗ trợ ngay 2 triệu mua xe lại nha. Bản thể thao thì hiện tại đang có mức giá chỉ có 45.900 thôi. Hỗ trợ mua xe trả trước cũng chỉ cần 2 triệu thôi. Thì trong video hôm nay Luyến sẽ lướt sơ qua cũng như là cập nhật giá mới nhất trong tháng 10, tháng 11 thôi. Còn anh chị em ai muốn biết chi tiết về cái mẫu xe, mẫu xe là như thế nào thì có thể nhắn tin riêng qua Zalo ha. Để Luyến tư vấn cũng như là chụp hình chi tiết về cái mẫu xe cho cả nhà mình tham khảo ha. Ngoài ra còn đặt lịch để hỗ trợ 2 triệu đồng xe lại nữa nhé. Phía trên này thì có phiên bản dòng Ly Honda Lead này. Phiên bản cao cấp màu đỏ và phiên bản đặc biệt màu xanh nhám ha. Đó, một vài màu sắc 2025 có tặng ABS luôn. Năm nay thì Luyến thấy hãng rất là chủ động khách hàng luôn, ra phiên bản tặng ABS cho mọi người cùng lựa chọn ha. Phù hợp cho cả những chị nữ và những anh nam, ai thích thì cứ nhắn tin liền cho Luyến ha. Mức giá hiện tại thì đang hỗ trợ cho mọi người thì chỉ có 42.900 đến 46.900 tùy phiên bản nha. Hỗ trợ mua xe trả trước cho Luyến chỉ cần 4 triệu là rinh xe rồi. Ngoài ra có cả đủ phiên bản là có màu xanh bóng này, màu trắng bóng nữa. Ai đang quan tâm thì có những tin riêng qua Zalo để chụp chi tiết cái mẫu xe cho cả nhà mình cùng tham khảo nhé. Cuối cùng là về mẫu Vision. Đây cái dòng xe màu jean đây, một lô màu jean luôn. Anh chị em ai thích màu nào thì cứ mạnh dạn nhắn tin liền ngay cho Luyến ha. Ha, màu jean rất là nhiều màu luôn. Có màu đen bóng tiêu chuẩn này, mức giá chỉ có 31.900, hỗ trợ mua xe không cần trả trước nha. Cao cấp màu đỏ và màu xanh trắng bóng thì mức giá chỉ có 33.900. Đặc biệt thì có màu xanh nhám này. Đặc biệt thì nay sắp bỏ mẫu rồi cả nhà. Anh chị em mà ai thích thì liên hệ ngay cho Luyến ha. Hiện tại cửa hàng chỉ còn có 3 em mà 3 hay 4 xe thôi là hết xe rồi. Tại vì hãng nó không còn ra phiên bản màu xanh nhám đặc biệt nữa. Mức giá chỉ có 34.900 nha. Và thể thao thì xám xi măng, đen nhám, màu xanh xanh phiên bản cổ điển và màu vàng thì mức giá là đồng giá là 37.900. Hỗ trợ mua xe cũng không cần trả trước nha. Cầm duy nhất căn cước công dân trên 18 tuổi, liên hệ liền ngay cho Luyến, duyệt bao độ hồ sơ 15 phút ha. Mình giới thiệu người thân bạn bè đến mua xe thì Luyến sẽ gửi ngay hồng 1 triệu đồng cho người giới thiệu nhé. Cảm ơn mọi người.